Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Vọng Romero. Và trong thời gian gần đây mình thấy nhà nhà người người đều chia sẻ về một địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng tại Lâm Đồng, đó chính là Sam Hill Đà Lạt. Và hôm nay mình đã có mặt tại đây để giới thiệu cho quý vị một công trình có 102 tại Sam Hill. Và hãy cùng với Bảo Ngô cùng khám phá nha. Let's go, let's go. Sam Hill Đà Lạt là khu tham quan du lịch với không gian văn hóa Phật giáo Kim Ngân Thừa, giữa lòng phố núi vô cùng đặc biệt, tọa lạc trên một ngọn đồi của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và cách sân bay Liên Khương chưa tới 10 cây số nha các bạn. Đón nhận những luồng không khí trong lành và từ xa xa thì Bảo Ngô cũng có thể nhìn thấy những công trình kỳ vĩ ở trên đồi. Rất là háo hức các bạn à. Ngày 7 tháng 3 năm 2023, nơi đây đã được long trọng tổ chức lễ đón nhận chứng nhận không gian văn hóa tâm linh dành cho không gian Phật giáo Kim Ngân Thừa tại Sam Hill Đà Lạt. Và vì sao nơi đây được UNESCO Việt Nam công nhận? Và bây giờ Bảo Ngô sẽ giải mã cho cả nhà mình biết nha. Khi bước qua cánh cổng này, mình chính thức bước vào không gian văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa Rigun KQ Sam Tân Linh Việt Nam. Vậy thì Kim Cương Thừa là gì? Bảo Ngô sẽ nói sơ sơ để các bạn hiểu rõ hơn về Phật giáo Kim Cương Thừa nha. Kim Cương Thừa bắt nguồn từ Đại Thừa Phật Giáo và được xuất hiện từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 tại Bắc Ấn Độ đó nha các bạn. Và Kim Cương Thừa sử dụng phương pháp tu học huyền bí có tính chất mật truyền. Và khi mà bước vào trường phái Kim Cương Thừa thì cần phải có một vị đạo sư trao truyền và hướng dẫn nha các bạn. Và cũng như mọi tông phái khác thì Kim Cương Thừa hướng đến mục đích là nhằm đến trọn vẹn Phật tánh để trở thành Phật. Và có nhiều khảo cứu cho rằng Kim Cương Thừa xuất hiện tại Việt Nam từ rất là sớm, tuy nhiên cũng bị thất truyền từ sớm nha quý vị. Trong 20 năm gần đây thì Phật giáo Kim Cương Thừa cũng đã được các vị tăng sĩ xiển dương mạnh mẽ. Có thể thấy trong những công trình tại đó là Bảo Tháp Tây Thiên ở Vĩnh Phúc, hay là Chùa Tây Tạng ở Bình Dương, hay là Chùa Long Hưng ở Hà Nội. Và hôm nay đây, tại khu tham quan du lịch Sam Hill Đà Lạt, chúng ta một lần nữa được chứng kiến một dấu mốc vô cùng đặc biệt với một không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa dưới sự dẫn dắt của Đại Lão Hòa Thượng Rupwan Sonam Yofel Rinpoche, một vị tu sĩ đáng kính đến từ vùng đất Phật thanh tịnh Ladakh, Ấn Độ, và đã được chứng nhận của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cho những đóng góp trong việc phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa tại Việt Nam. Điểm đến đầu tiên nằm trong hành trình khám phá tại Sam Hill đó chính là Đại Bảo Tháp Kim Luân lớn nhất thế giới Rigun Kagyu Rinchen Kochen Kowe Goget. Và Đại Bảo Tháp thì được làm bằng đồng hoàn toàn tinh khiết và giác vàng 24K, nặng đến 200 tấn. Và mời các bạn hãy cùng với Bảo Ngô cùng khám phá Đại Bảo Tháp Kim Luân lớn nhất thế giới nào. Let's go! Mọi người sẽ thấy là có hai bậc thềm bên trái và bên phải. Quý vị lưu ý là khi mà chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ đi bên tay trái trước nha quý vị. Và khi mà mọi người đi quanh kim loan xong, mọi người đi về, mọi người sẽ đi bên tay phải. Nói có sách, mách có chứng nha các bạn. Đây là cuốn sách ghi nhận lại Đại Bảo Tháp Kim Luân lớn nhất thế giới và được tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận vào cuối năm 2022. Và với chiều cao là 37.22m và đường kính là 16.53m, trên Đại Bảo Tháp Kim Luân được khắc muôn vàng câu thần chú Lục Tự Đại Minh Omani Bắc Mi Hum. Mọi người tin rằng khi mà đến đây xoay vòng xoay kim loan này thì sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc, may mắn cho gia đình, cho bản thân của mình và cho tất cả các chúng sanh. Và bây giờ Bảo Ngô cũng sẽ xoay nha các bạn. Và khi mà mình xoay thì mình sẽ xoay thuận theo kim đồng hồ từ trái sang phải nha các bạn. Khi xoay thì mình sẽ đọc câu thần chú Om Mani Padme Hum. Và Đại Bảo Tháp Kim Luân này thì còn rất là nhiều điều thú vị mà Bảo Ngô sẽ giới thiệu trong tập sau nha. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi qua khu vực khác để khám phá nữa nào. Let's go! Và sau khi cùng chung tay xoay chuyển bánh xe cầu nguyện lớn nhất thế giới, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến để chiêm bái Đức Phật Trường Thọ. Xin giới thiệu với cả nhà, đây chính là Đức Phật Trường Thọ. Ngài là báo thân của Đức Phật A Di Đà và Ngài ban năng lượng gia trì cho chúng ta được sống trường thọ, sống lâu và luôn luôn minh mẫn và trí tuệ nha các bạn. Và bây giờ Bảo Ngô sẽ chiêm bái Ngài để cầu cho cha mẹ sống đời sống kiếp với mình nha.
tượng Đức Phật Trường Thọ tại Samtan Hill được lấy nguyên bản trong hình tướng Phật giáo Kim Cương Thừa. Hình tướng của các Đức Phật trong Phật giáo Kim Cương Thừa thường mang đến một vẻ đẹp uy nghiêm và oai lực khó có thể diễn tả hết bằng lời nha các bạn. Vì vậy, cả nhà mình hãy cùng tới đây và cảm nhận nha. Sau khi mà chiêm bái tượng Phật Trường Thọ xong, Bọng Ngô mời cả nhà mình chúng ta hãy cùng vào nhà trưng bày di sản văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa Rigung Kakyu Samtan Hill Việt Nam. Đây được xem là trung tâm của quần thể các công trình của không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa. Cả nhà mình có thể thấy là bốn trụ cột bao quanh nhà trưng bày, trên đó có bốn linh thú trấn giữ gồm là sư tử tuyết này, kim xí điểu này, đại bàng và hổ nha các bạn. Khi bước vào bên trong, mùi hương trầm hòa vào không khí trang nghiêm và cảm giác của mình rất là choáng ngợp trước vô vàn bức tranh nha mấy bạn. Vô cùng sống động, như lạc vào một thế giới khác. Và như các bạn thấy là bức tường bên trong chính của nhà trưng bày là của đấng chiến thắng Đức Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của nhân loại. Ngoài ra còn rất nhiều những bức tường tranh quý to nhỏ khác nhau, trong đó nổi bật là cả bức tường của 84 vị đại thành tựu. Và bên cạnh còn có tuyển tập các giáo pháp của đấng chiến thắng này, cả tuyển tập kinh điển và tuyển tập các luận giảng nha các bạn. Giữa những bức tượng là những bức tranh tuyệt đẹp của các bạn Đà La, bức tranh về chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng, trong đó có các vị đạo sư của dòng truyền thừa Rigung Kakyu. Và như các bạn có thể thấy là ở khu vực trên tranh nhà cũng được vẽ vô vàn các bức tranh này và các chi tiết được đắp nổi 3D cầu kỳ và tinh xảo đến đáng kinh ngạc luôn mấy bạn à. Thấy là những họa tiết được các họa sư vẽ rất là đẹp, tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nha các bạn. Mà khi mà các họa sư vẽ thì các họa sư sẽ nhìn lên trên trần nhà để vẽ và cái nó thật là rất là mỏi cổ nha các bạn. Có một cái sự tu tập miên mạch nhiều đời nhiều kiếp, được sự gia hộ của chư Phật nên mới có thể vẽ được những công trình đẹp đến như vậy nha các bạn. Rất là tinh xảo luôn các bạn. Và một thông tin mà Mộng Ngô muốn chia sẻ đến cả nhà mình được biết, đó là kiến trúc của nhà trưng bày được lấy theo hình của mạng Đà La và các đường vòng tròn như dẫn lối cho chúng ta đi kinh hành vòng quanh. Khi mà nhìn từ trên cao thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được kiến trúc vô cùng đặc biệt này. Và bây giờ Mộng Ngô mời cả nhà mình chúng ta hãy cùng đi kinh hành nha. Và theo Phật giáo Kim Cương Thừa thì khi đến những nơi linh thiêng, du khách hành hương và Phật tử thường phải đi bộ vòng tròn quanh địa điểm đó. Điều này như một nghi lễ cầu nguyện các vị thành Phật ban cho mình sự minh triết trên hành trình hướng tới giác ngộ, và đó cũng là một cách để bảo vệ bản thân thoát khỏi những điều không may mắn nha các bạn. Mách nhỏ cho cả nhà mình biết nè, khi mà mình đi kinh hành theo vòng tròn á, nhớ đi theo chiều kim đồng hồ nha, bởi vì mình đi theo chiều kim đồng hồ là đi theo chiều sinh học của cơ thể mình đó. Bây giờ mình sẽ chiêm bái tượng Đức Phật Di Lặc. Và theo Phật giáo trong Kim Cương Thừa, Phật Di Lặc là vị Phật sống ở cung trời Đâu Xốp. Và trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói rằng khi mà Phật Pháp trên thế giới này đứng trước nguy cơ bị diệt vong thì lúc này Phật Di Lặc sẽ giáng thế ở cõi Ta Bà này để cứu giúp chúng sanh và duy trì chánh Pháp. Phật Di Lặc cũng là vị Phật thứ năm trong ngũ Phật đứng sau Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Phật Di Lặc là vị Phật sẽ giáng thế khoảng 30.000 năm nữa nha quý vị và các bạn. Mời các bạn chúng ta hãy cùng tham quan Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc bằng đồng tinh khiết tọa lạc tại Samtan Hill, Đà Lạt có kích thước là 10.5m, là một trong những bức tượng Phật Di Lặc theo hình tướng Phật giáo Kim Cương Thừa, chuẩn mực và vô cùng độc đáo, ấn tượng. Và Phật Di Lặc trong tiếng Phạn còn có tên gọi là Maitreya, có nghĩa là tình yêu thương hay là sự thánh thiện. Tại từ Đức Phật Di Lặc cũng là nơi để bạn bắt trọn từng khung hình, từng khoảnh khắc với thung lũng Đơn Dương. Và ở đây phải nói là một cái không gian rất là an yên các bạn à. Và đặc biệt là nhìn dưới khung cảnh rất là bình yên. Và đây cũng là một trong những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi bạn tham quan tại nơi đây nha các bạn. Không khí rất là trong lành các bạn à. Hành hương theo dấu chân Phật hay là chiêm bái các Phật tích quan giả Hy Mã Lạp Sơn luôn là niềm mơ ước của các Phật tử đúng không nào? Và thật là hạnh phúc ngay tại Samtan Hill Đà Lạt lại có một không gian văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa dành cho tất cả quý Phật tử mà chẳng cần phải đi tới những vùng núi tuyết xa xôi. Chưa ai
vui, rồi xúc động, rồi coi như là cái tâm hồn rất là an lạc đó. À. Vậy thì khi mà cô xoay bảo tháp Kim Loan thì cô cảm thấy có một cái sự vi diệu ha, cảm thấy như thế nào không ạ? Đây cô nè, đây. Có niệm Phật cũng mình đi bất gì không? Thành ra mình cảm thấy là coi như là mình hóa giải được tất cả nghiệp chướng, phiền não chướng. Phiền não chướng tiêu tan hết. Mấy cô già mấy cô đi không nổi phải không? Nhưng mà hả, khi mà cô niệm Om Mani Padme Hum thì cô đi lên tới đây rất là khỏe. Thấy được hình tướng của Phật thì mấy cô đây rất là hạnh phúc. Đức Phật rất là tuyệt vời. Hồi nãy mà thấy mà trời có một cái chuyển mây đen dần vũ là cô nguyện là cô xin trời ơi Phật ơi đừng cho mưa gió để tụi con chụp hình, để tụi con đến đây tụi con giếng Phật. Trời ơi dễ thương quá, con cảm thấy là con chúc cho các cô có thật nhiều sức khỏe và được Phật gia hộ sống luôn minh mẫn à con. Bước qua cánh cổng này, vậy là đã kết thúc hành trình khám phá không gian Phật giáo Kim Cương Thừa rồi. Và cảm ơn các bạn đã yêu thương và đã đồng hành cùng với Bảo Ngô Mai Đô cho đến giây phút bây giờ. Và trong tập tiếp theo thì Bảo Ngô sẽ tiết lộ rất là nhiều câu chuyện hay về Đại Bảo Tháp Kim Loan lớn nhất thế giới. Và các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên là chia sẻ clip này cùng lan tỏa tinh thần Phật giáo Kim Cương Thừa đến cho tất cả mọi người được biết. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!